quá đẹp luôn nè anh em ơi. Honda Civic 2018 nguyên zin, một chủ hay hai chủ ta, em cũng chưa coi cầu quẹt nữa. Biển số này thường anh em thấy là một chủ hay hai chủ, anh em 2018 nha. Xe độ lên đồ chơi nhiều, cản trước cản sau, body bô anh ốp, đèn chỉ led, chắc xe cộp lắm, anh em về đi thôi đó. Để anh em mình 523 triệu, tiết kiệm hơn so với xe mới gần 300 triệu, thì 300 đó anh em mình có thể xây được một cái nhà đó, ok chưa? Civic này thì phân khúc hạng C, chạy rất là sướng, rất là sang trọng, phơm dáng rất là to, đạp bô nổ anh ốp đã lắm. Chinh vô định vô nổ bô anh ốp đạp anh cái chinh ba cây bô luôn anh chị, cảm biến ve body, cái dàn đèn led đẹp lắm, đẹp cực kỳ luôn. Nổ bô cho anh em mình nghe nè. Cái này nó giống như nó độ hồi ngày trước, nó giống như mấy con bêm đếp giao đì mình chạy anh em. Được rồi chính, đèn chỉ led ở trong đẹp không? Mình chạy á, mình đạp á, nó bô nó bùm đã lắm. Chạy rất là xe hay, nhìn rất là sang ha. Xe này em đang cho quýnh bát nguyên xe lại. Riêng nguyên con hai dàn lạnh ABS, túi khí, cảm biến đầy đủ nè. Dòng này tiêu hao nhiên liệu 100 cây tầm khoảng chừng cỡ 6 lít hơn thôi. Tùy người chạy ha, chạy ổn ổn thì 8 lít, nếu bật bao độ chạy chắc 8 lít. Còn bình thường chắc 6 lít 6 lít hơn à. Xe chạy mới 40 ngàn hơn anh chị. Riêng nguyên con từ đầu tới đích nha, độ lên đồ chơi nhiều. Nhắc bảo dưỡng nhắc hai nhớt nước này anh em ha. Chủ nhân rất là kỹ nha, bao dùng bao xài với anh chị mình luôn. Anh em quan tâm thì cứ nhắc máy alo anh Thịnh mình, để cho anh em mình xe này 523, có xem làm sẽ có bớt cho anh em mình nha. Anh em vui lòng nhắc máy alo em Thịnh 0866 678 971, 0834 33 3371 ha. Anh em quan tâm thì cứ alo em Thịnh, em cảm ơn anh em mình nha.